À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với những bài văn mẫu lớp 9, cảm nhận về nhân vật bé Thu trong chiếc lật ngả qua bài mẫu số 1. Có những trang viết khiến người đọc rơi nước mắt khi chứng kiến những dòng xé đau đớn và cả nước mắt. Có những nhân vật dù chỉ được vẽ qua nét bút của tác giả nhưng có sự ám ảnh. Nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lật ngả của Nguyễn Quang Sáng là một hình tượng luôn khiến người đọc xúc động mạnh khi lật dở từng trang viết của tác giả. Chiếc lật ngả được sáng tác năm 1966, trong lúc cuộc kháng chiến đang diễn ra ác liệt, nhiều cam go. Ông Sáu lên đường ra chiến trận khi bé Thu chưa tròn 1 tuổi. Nhưng khi ông trở về thăm con thì bé đã lớn và nhất quyết không nhận ba. Những dây sức, sự giằng xé, nước mắt, tủi hờn, mâu thuẫn nội tâm trong một đứa bé đã khiến cho cốt truyện được đẩy lên cao trào. 3 ngày ở cạnh ba, nhưng bé Thu nhất quyết không chịu nhận. Chỉ khi nghe bà ngoại kể về vết thẹo trên gương mặt ba thì nó. Lúc đó bé mới ôm chặt ông Sáu, không cho đi. Tình cảm cha con vỡ òa, cảm xúc trong lòng người đọc cứ thế tan chảy. Mặc dù mới lên 8 tuổi, nhưng bé Thu được xây dựng rất sắc nét, cá tính mạnh, bướng bỉnh. Trong tâm trí của bé Thu chỉ có một tấm hình duy nhất của ba chụp với má vào ngày cưới. Đó là những gì nó có thể gìn giữ và đợi chờ ba trở về. Khi ông Sáu nhất quyết gọi Thu, ba đây con, thì bé vẫn nhất quyết không nhẹ chịu nhận, tự tuyệt một cách thẳng thừng. Ông Sáu luôn dành tình cảm yêu thương chân thành và sâu sắc nhất cho bé Thu, nhưng ông lại nhận lại sự lạnh lùng xa lánh. Chỉ bởi vì vết thẹo dài trên mặt, chỉ vì chiến tranh, vì những tàn khốc mà nó đã gây ra. Cá tính mạnh của một cô bé 8 tuổi được Nguyễn Quang Sáng thể hiện rất sắc nét và táo bạo, qua đó giúp người đọc hình dung được sự kiên định, vững chắc trong trái tim con người Nam Bộ. Sự bướng bỉnh, lạnh lùng của bé Thu dành cho ông Sáu còn thể hiện qua cử chỉ và lời nói. Khi mẹ bảo mời ba vô ăn cơm thì nó chỉ nói cộc lốc vô ăn cơm. Đặc biệt qua chi tiết chắt nước ở nồi cơm ra, bé Thu không chắt được nhưng nhất quyết không để cho ông Sáu chắt. Bướng bỉnh, lạnh lùng, hờ hững đã khiến cho ông Sáu đau lòng. Cao trào của tính cách bé Thu thể hiện qua bữa cơm khi ông Sáu gắp cho bé Thu cái trứng cá vào bát. Bé hất đồ cả chén cơm, ông Sáu đánh đòn và tất cả mọi người cứ tưởng Thu sẽ dậy nảy lên và bỏ đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào, nó cầm đũa, gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi mâm. Suy nghĩ đã thôi thúc, đẩy thành hành động quyết liệt, khước từ mọi tình cảm và tình yêu thương của ba dành cho mình. Vì với bé Thu, đó không phải là ba, có lẽ chính cá tính mạnh, sự ngang bướng như thế đã thôi thúc cô trở thành cô giao liên kiên cường trong cuộc kháng chiến về sau. Nguyễn Quang Sáng không chỉ dừng lại ở việc miêu tả tâm lý nhân vật của một đứa trẻ lên 8, mà lấy tính cách đó làm tiền đề cho tình yêu thương ba tha thiết và mạnh liệt như thế nào. Suốt 3 ngày ở cạnh ba, nhưng bé Thu nhất quyết không nhận ba. Chỉ đến khi nghe bà ngoại kể về vết thẹo trên mặt ba do chiến tranh gây nên thì lúc đó bé Thu mới vỡ òa. Gương mặt nó buồn rầu như nghĩ ngợi gì khi ông Sáu lên đường ra trận, không dám lại gần vì sợ nó lại giày nảy như lần trước. Chỉ dám nói rằng ba đi nghe con. Nặng nề, đau đớn, dằn vặt của một người ba, nhưng không làm cách nào để thuyết phục con gái. Lúc ấy một cảnh tượng xúc động diễn ra, nó khóc thét lên, ba, tiếng ba như vỡ òa, trào ra từ tận trong tim mà nó đã dồn nén bao năm qua. Tiếng ba đó như khiến người đọc nghẹn đắng ở cổ họng cho một tình yêu bền bỉ và sâu nặng. Tiếng kêu của bé Thu như xé tan không khí tĩnh lặng, xé ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Bao nhiêu năm rồi, bé Thu vẫn luôn khao khát được gặp ba, được gọi tiếng ba. Tình cảm của bé Thu hoàn toàn đối lập với những ngày ông Sáu còn ở đây. Đó chính là niềm khao khát, tình yêu ba tha thiết. Sự ngang tàng, bướng bỉnh và tình yêu ba tha thiết là đặc điểm hội tụ để bé Thu có thể xác định cho mình con đường đi trong tương lai. Sẽ nối bước cha,
đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Như vậy, việc xây dựng nhân vật bé Thu với những tính cách, tâm tư, tình cảm đã khiến người đọc thêm xúc động về tình phụ tử, tình cảm thiêng liêng nhất. Qua đó, tác giả còn muốn lên án, tố cáo chiến tranh đã khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh nước mắt nhà tan. Cô vừa cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc Lật Ngà qua bài mẫu số 1. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với những bài văn mẫu lớp 9, cảm nhận về nhân vật bé Thu trong Chiếc Lật Ngà qua bài mẫu số 2. Có một nhà văn đã nói rằng, không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng chính cuộc sống viết ra. Cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta với biết bao câu chuyện đã trở thành huyền thoại, được các nhà văn ghi lại như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Trong số ấy phải kể đến Chiếc Lật Ngà của Nguyễn Quang Sáng, nhân vật bé Thu trong truyện đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về tình thương cha mãnh liệt và có cá tính mạnh mẽ. Ra đời năm 1966, những năm tháng gian khổ đau thương nhất của đồng bào Nam Bộ trong 30 năm chiến tranh, Chiếc Lật Ngà được kể lại qua sự chứng kiến của bác Ba, người đồng đội của anh Sáu, người đã lặng lẽ dõi theo từ đầu đến cuối câu chuyện cảm động của cha con anh Sáu, bé Thu. Qua sự quan sát tinh tế, sâu sắc của bác Ba, chúng ta mới thấm thía hết nỗi đau của người dân Nam Bộ trong chiến tranh và sức mạnh của tình cha con thiêng liêng bất tử. Bé Thu trong câu chuyện cũng như bao cô bé miền Nam khác đều thiếu thốn tình cha từ nhỏ do cuộc chiến tranh. Khi ông Sáu ra đi, em chưa đầy một tuổi. 8 năm trời, cha con em chỉ biết nhau qua hai tấm ảnh. Lần về phép ba ngày của anh Sáu là cơ hội hiếm hoi để ba con Thu gặp gỡ nhau, bày tỏ tình phụ tử. Nhưng nhà văn lại đặt bé Thu vào một tình huống đầy éo le. Vì một sự hiểu lầm trẻ con, Thu không chịu nhận anh Sáu là ba. Đến lúc nhận ra thì cũng là giây phút ba em lên đường tập kết. Và lần gặp mặt ấy là lần gặp mặt đầu tiên, duy nhất, cuối cùng của cha con em. Tuy nhiên, từ tình huống chuyện éo le ấy, người đọc vẫn nhận ra đặc điểm riêng, cá tính riêng của nhân vật bé Thu. Một cô bé 8 tuổi bướng bỉnh nhưng dễ thương, và đặc biệt có tình yêu ba sâu sắc mạnh liệt. Tình yêu ấy được thể hiện trong hai hoàn cảnh trái ngược nhau, trước và sau khi nhận ra ba. Lúc chưa chịu nhận anh Sáu là ba, Thu là một cô bé trẻ con bướng bỉnh và đáo đề đến nỗi làm anh Sáu đau lòng vì thái độ khước từ tình thương ba dành cho em. Phút đầu tiên hai ba con gặp mặt, trái ngược với nỗi mong nhớ, sự sốt ruột và suy nghĩ của anh Sáu, bé Thu vụt chạy đi, nét mặt đầy sợ hãi kêu má má, để lại anh Sáu đứng một mình nhìn theo con. Nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại, trông thật đáng thương, và hai cánh tay buông xuống như bị gãy. Trong ba ngày anh Sáu ở nhà, anh không dám đi đâu vì muốn ở bên con, vỗ về, chăm sóc và bù đắp sự thiếu thốn trong 8 năm qua cho nó. Nhưng bé Thu lại tỏ ra cứng đầu, không chịu nhận anh, cũng không chịu gọi anh một tiếng ba, dù chỉ một lần. Nhà văn đã xây dựng một loạt các chi tiết để miêu tả tâm lý, thái độ rất trẻ con, cố chấp của bé Thu. Khi má bắt kêu ba vô ăn cơm, dọa đánh để cô bé gọi ba một tiếng, Thu vẫn chỉ nói trống không, vô ăn cơm, cơm chín rồi. Con kêu rồi mà người ta không nghe. Hai tiếng người ta mà bé Thu thốt lên làm anh Sáu đau lòng đến mức không khóc được, chỉ khe khẽ lắc đầu cười. Thậm chí ngay cả khi bị má đặt vào một hoàn cảnh khó khăn để buộc Thu gọi anh Sáu một tiếng ba, là chắc nước nồi cơm to đang sôi, Thu cũng lại nói trống không, cơm sôi rồi, chắc nước dùng cái. Sự im lặng của anh Sáu và cả sự gợi ý của bác ba đều không thể làm cô bé Thu gọi tiếng ba đơn sơ giản dị, tiếng gọi mà mỗi đứa trẻ đều ghi nhớ và bập bẹ lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Đỉnh điểm của sự kiên quyết chối từ tình yêu thương của anh Sáu trong bé Thu là chi tiết cái tiếng cá trong bữa cơm gia đình. Bằng lòng thương con của người cha, anh Sáu gắp cái trứng cá ngon nhất vào chén cơm của Thu, nhưng con bé bất thần hất nó ra khỏi chén cơm. Nỗi đau khổ trong ba ngày nén chịu trào lên, anh Sáu đánh con. Thu không khóc, lầm lì bỏ trứng cá lại vào chén cơm,
và bỏ sang nhà bà ngoại. Lúc đi còn cố ý mua dây xuồng cho thật to. Những chi tiết bình thường mà tinh tế này chứng tỏ nhà văn rất thấu hiểu tâm lý trẻ em. Trẻ con vốn rất thơ ngây nhưng cũng đầy cố chấp, nhất là khi chúng có sự hiểu lầm. Chúng kiên quyết chối từ tình cảm của người khác mà không cần cân nhắc, nhất là với một cô bé cá tính bướng bỉnh như Thu. Người đọc nhiều khi thấy giận em thương cho anh Sáu, nhưng thật ra em vẫn là cô bé dễ thương. Sự ương ngạnh của Thu không hoàn toàn đáng trách. Trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được những tình thế éo le khắc nghiệt của đời sống, và người lớn cũng không ai kịp chuẩn bị cho nó đón nhận những khả năng bất thường. Chính thái độ ngang ngạnh, quyết liệt của bé Thu lại thể hiện sâu sắc tình cảm yêu thương dành cho ba. Đơn giản, Thu không ra nhận cha vì đi là vì người tự nhận là ba kia không hề giống người cha mà em đã thấy trong bức ảnh. Ba em trong ảnh không có vết thẹo dài trên mặt như thế. Cô bé không tin, thậm chí là ngờ vực. Không ai tháo gỡ được thắc mắc thầm kín trong lòng của Thu. Nghĩa là bé Thu chỉ dành tình cảm cho người cha duy nhất trong bức ảnh. Sự bướng bỉnh của Thu phải chăng còn là mầm sâu kín sau này làm nên tính cách cứng cỏi ngoan cường của cô giao liên kiên định, có lập trường. Sự nghi ngờ của Thu được giải tỏa khi nghe bà ngoại giải thích vì sao ba lại có vết thẹo dài trên má. Nghe những điều ấy, nó nằm im, lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Bởi thế, tình yêu ba trong Thu đã trỗi dậy mãnh liệt vào cái giây phút bất ngờ nhất, giây phút ông Sáu lên đường. Cái tiếng ba mà ông Sáu đã chờ đợi từ lâu bất ngờ vang lên, nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó. Đến lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên: "Ba, ba!" Tiếng kêu của nó như tiếng xe xé sự im lặng, xé cả ruột gan mọi người nghe thật xót xa. Đó là tiếng ba nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay như vỡ tung từ đáy lòng nó. Tiếng gọi thân thương ấy đứa trẻ nào cũng gọi đến thành quen, nhưng với cha con Thu là nỗi khát khao của 8 năm trời xa cách thương nhớ. Đó là tiếng gọi của trái tim, của tình yêu trong lòng đứa bé 8 tuổi mong chờ giây phút gặp ba. Nó vừa kêu vừa chạy xô tới nhanh như một con sóc. Nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc: "Ba, không cho ba đi nữa, ba ở nhà với con." Tình cảm con với ba được thể hiện một cách mãnh liệt, mạnh mẽ, cuống quyết, hối hả và có xen lẫn phần hối hận. Đó là những cảm xúc đã dồn nén từ lâu bỗng vỡ òa ra. Ba bế nó lên, nó hôn ba nó cùng khóc. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa. Bà con và người kể chuyện cũng như người đọc không thể kìm được nỗi xúc động, như có ai đang nắm chặt tim mình bởi vì cái éo le của tình cha con ở đây. Lúc cha con nhận nhau lại cũng chính là lúc người cha phải ra đi. Sự níu kéo của đứa con càng khắc nhận sự éo le của chiến tranh. Con bé hét lên, hai tay nó siết chặt lấy cổ. Chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó giang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó và đôi vai nhỏ bé của nó run run. Nhưng nỗ lực của Thu không giữ được ba nó, ông Sáu vẫn phải ra đi dù giây phút cha con nhận nhau thật ngắn ngủi. Xót thương thay cho Thu, bởi cô đâu hiểu rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên này cũng là lần cuối cùng. Ba cô đã hy sinh trong một trận càn, chứng kiến những biểu hiện tình cảm ấy trong cảnh ngộ cha con ông Sáu phải chia tay. Có người không cầm được nước mắt và người kể chuyện thì càng cảm thấy như có bàn tay ai nắm lấy trái tim mình. Xuyên suốt đoạn trích, trong hai hoàn cảnh và hai cách ứng xử hoàn toàn khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một tấm lòng yêu cha xuất con của bé Thu, một em bé mới chỉ 8 tuổi. Tuy nhiên, Thu trước sau vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ. Em đồng ý cho ba đi để ba mua một chiếc lược, món quà nhỏ mà bất cứ em bé gái nào cũng ao ước. Bắt đầu từ chi tiết này, chiếc lược ngà bước vào câu chuyện, trở thành một chứng nhân âm thầm cho tình cha con thiêng liêng bất tận.
đoạn trích kết thúc trong ánh mắt thiết tha của anh Sáu trước lúc hy sinh nhờ bác ba trao cây lược ngà cho Thu. Với bé Thu, cây lược nhỏ mang dòng chữ đầy yêu thương: yêu nhớ tặng Thu con của ba, là kỷ vật chứa đựng tình thương, mộng nhớ, hình bóng tấm lòng người cha. Chiếc lược ngà đã động viên em vững vàng trong cuộc chiến đấu. Khi bác ba tình cờ gặp lại Thu và trao cây lược, thì cô bé bướng bỉnh cá tính ngày nào đã trở thành cô giao liên dũng cảm. Và nguồn sức mạnh tiếp thêm cho Thu là tình yêu ba, tình yêu đất nước. Nguyễn Quang Sáng đã rất thành công trong việc xây dựng nhân vật bé Thu, một nhân vật trẻ em có tính cách cứng cỏi, mạnh mẽ, dứt khoát, đến nỗi nhìn thoáng qua người ta có thể cho là ương ngạnh, bướng bỉnh, khó bảo, nhưng cũng hết sức hồn nhiên, đáng yêu, ngoan ngoãn và có tình yêu cha sâu sắc. Có thể kể đến cách tạo tình huống bất ngờ, sự am hiểu tâm lý và tính cách trẻ em, cách chọn chi tiết nghệ thuật đắt như chi tiết bé Thu không gọi ba, chi tiết bé Thu loay hoay cắt nước cơm, hắt cái trứng cá ba gắp cho, chi tiết cây lược mà Thu tiêm ba trước lúc ba đi. Nhờ những thành công nghệ thuật này mà nhân vật bé Thu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc về tình người, tình cha con trong một năm tháng chiến tranh xa cách, thương đau, để lại ấn tượng về một em bé Nam Bộ thời chiến với tính cách đáng yêu, đáng mến. Cô vừa cảm nhận về nhân vật bé Thu trong chiếc lược ngà qua bài mẫu số 2. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.